trời là mưa tuôn phủ xuống em đóa hoa mộng mây. Trong đôi mắt em phải chăng có một cơn mưa? Em ơi đừng giấu nỗi buồn mà chi, em hãy khóc đi cho vơi nỗi đau. Sông núi ngoài kia, mây trời mênh mông ngoài kia, có đỗ quyên lặng lẽ như đã chết trong một chiều mưa. Đã không còn ngày xưa êm ấm, đã không còn tình yêu hạnh phúc ngọt ngào. Điều em yêu thương nhất sẽ xa sao? Tình yêu lớn nhất của em sẽ thế nào? Xin em đừng từ bỏ, có điều thiêng liêng cần cứu sống, có điều thiêng liêng cần gìn giữ đó em. Hãy tin vào cuộc đời em nhé, hãy tin vào tình người em nhé. Đêm nay trời mưa giông tố, ngày mai mẹ ơi, ở đây đẹp quá. Mình chơi chút rồi mình về nha mẹ. Ừ, nhưng mà con phải đội nón vô, ở đây nhiều sương lắm. Dạ. Lâu lắm rồi nhà mình mới ra đây. Bà hát một bài thiếu nhi tặng Bảo Lam nha. Thôi ba hát tặng mẹ đi. Ừ, ba biết rồi. Ba sẽ hát bài hát mà ngày xưa lúc ba theo đuổi mẹ nghe. Chuyện đó mà cũng nói với con sao? Con còn nhỏ, sao lại nói chuyện người lớn? Em thấy không nên chút nào. Có sao đâu em. Em cứ hay khó khăn chuyện này chuyện nọ quá. Đâu phải lúc nào mình cũng chuẩn mực đâu. Mẹ cho ba hát tặng mẹ đi mà. Đưa em về dưới mưa, nói nắng chi cũng thừa, như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa. Tay ta từng ngón tay vuốt tóc em lưng dài, đôi ta vào quán trưa nhắc nhau tình phôi phai. Em mang hồn vô tội
đèo thành ra huy hoàng. Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng. Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như em muốn gì? Em hiền như má sơn. Em muốn Hà Nguyên. Vết thương ta bốn mùa, trái tim ta bệnh hoàn. Em thấy rõ chưa? Họ rất hạnh phúc, họ vô cùng hạnh phúc. Em chẳng có ý nghĩa gì với Hà Nguyên cả. Anh im đi, tôi sẽ làm rõ chuyện này. Em thôi đi. Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn rộng ra. Đưa em về dưới mưa, áo em buồn mưa. Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ. Ôi duyên tình đã qua, thắm linh hồn em yêu. La 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 la. Hãy cho em biết anh thật sự yêu ai. Yêu ai anh để ở trong lòng. Anh hãy lấy em. Ai vậy anh? Một người bạn. Anh không thể bỏ vợ con. Anh yêu gia đình của anh. Đừng buồn, em yêu. Chẳng có ai trên đời này thật sự yêu tôi cả. Anh yêu em, Thu Phương. Chỉ có điều anh luôn mong em sẽ dành cho anh một tình yêu, chứ không phải là một sự thương hại. Anh đòi hỏi nhiều quá. Nếu như tôi chỉ yêu anh trong lúc này,
thì sao? Anh đi đi. Em muốn được ở một mình. Anh sẽ gặp em ở đó. Em làm anh giật mình. Con đâu anh? Con đang đánh răng. Em ra ngoài trước đi. Lát nữa hai cha con ra sao? Có chuyện gì vậy anh? Lát nữa gặp anh. Chào anh. Không, anh có dự án mới. Em ra ngoài đi. Ừ. Anh phải đi có việc gấp. Hai mẹ con ăn trước đi. Anh ăn sáng đi rồi đi. Bữa sáng quan trọng lắm.
Anh có thể bỏ buổi trưa, buổi chiều, nhưng phải ăn sáng. Anh đã nói là phải đi có việc gấp, hai mẹ con cứ ăn trước đi. Mà sao em cứ hay nguyên tắc quá, anh chẳng thích chút nào hết. Ăn đi con. Dạ. Sao vậy? Em nói đi. Anh có hẹn. Lát nữa anh phải đi rồi. Thôi anh đi đi. Hôm khác gặp anh. Chú Thanh, đây là gì vậy? Không phải cậu nói là lần này khách hàng thích Thiền Đạo sao? Thì ra chú muốn miêu tả một con người đang thiền, thoát khỏi tục lụy rồi sao? Thoát khỏi tục lụy hay không, ăn thua vào tâm của người, xem thưởng lãm như thế nào thôi. Nếu vậy, con nghĩ ai cũng cần một bức tượng này để nhìn lại tâm mình. Ủa, ai đây chú? Con gái tôi đó. Con được đi nhà trẻ mẹ. Ừ, con mẹ ngoan nha. Ở nhà trẻ vui lắm đó. Lúc nhỏ mẹ cũng đã từng học ở đây nè. Ai cho mẹ đi học? Con còn nhớ bà ngoại không? Dạ nhớ, bà ngoại đâu mẹ? Bà ngoại đi du lịch nước ngoài rồi con à.
vậy mẹ có buồn không? Buồn gì hả con? Buồn gì, không được ở gần ngoại đó. Không đâu con à. Vì lúc nào trong tim mẹ cũng có bà ngoại hết á. Vậy ở trong tim con có bà ngoại không mẹ? Có chứ, nếu như con nghĩ đến. Vậy nếu Bảo Lam bệnh, bà ngoại có về cứu Bảo Lam không mẹ? Sao con lại nói vậy? Không được nói bậy nha con. Dạ. Đây, dì bồng xuống nè. Bảo Lam ngoan nha. Qua với dì ha. Thôi, Quyên đi làm đi. Để Lan ẵm Bảo Lam cho. Theo dì nha con. Ngoan. Bye bye. Bye bye mẹ đi con. Chào mẹ nè. Anh nghe đây em. Hà Nguyên, sáng nay em mới chở con đến trường dòng học. Em muốn Bảo Lam có thêm nhiều bạn mới. Thấy con một mình ở nhà, tội nghiệp quá à. Sao em không bàn với anh trước vậy? Hôm trước, con có nói với anh là ngày đầu tiên đi học, con muốn cả em và anh dắt đi. Có phải lớp học gì đâu anh. Với lại, lúc sáng em thấy anh vội quá. Em lúc nào cũng làm theo ý mình. Anh phải yên tâm chứ. Em đã học ở trường dòng suốt tuổi thơ và lớn lên trong sự yêu thương của các sơ các dì mà. Đó là bất khả kháng. Con mình có cha có mẹ đàng hoàng. Nếu em không giữ được con, anh sẽ đưa con đi làm cùng. Ý anh muốn nói gì? Cha mẹ em đã tin tưởng và mong muốn em được học ở một môi trường nhiều tình yêu thương như vậy. Sao anh nói là bất khả kháng? Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Thôi, em gửi con ở đó rồi. Tối về mình sẽ bàn lại về chuyện này. Vậy thôi, chào anh. Cô ấy tự ái vì được nuông chiều từ nhỏ, cứ muốn làm theo ý mình.
Thu Phương. Anh cứ đàn tiếp đi. Thu Phương, anh muốn nói chuyện với em. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh đã xen vào cuộc sống của tôi quá nhiều. Tôi muốn mọi thứ chấm dứt. Tôi muốn anh xem như đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn tự mình quyết định cuộc đời tôi. Tôi muốn anh đừng xen vào chuyện giữa tôi và Hà Nguyên nữa. Em vẫn không thể nào yêu tôi được sao? Vì sao vậy Phương? Vì sao em có thể lạnh lùng tàn nhẫn quá đỗi? Tìm đến với tôi làm gì? Để cho tôi thôi thớp hy vọng, thôi thớp đợi chờ một phép bào sẽ mang em đến với tôi. Cảm ơn vì tình cảm anh đã dành cho tôi. Nhưng tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ có cách của riêng tôi để có thể đến được với người tôi yêu. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy người mình yêu, chỉ cần biết rằng mình có một người để yêu là cũng quá hạnh phúc rồi. Xin lỗi, sáng nay lẽ ra anh không nên nói với em như vậy. Anh chỉ thấy hơi bất ngờ vì tại sao em lại cho con đi học một cách đột ngột như vậy. Chứ làm sao anh không biết, chính nhờ nơi ấy anh mới có một Đỗ Quyên như ngày hôm nay. Anh có nhớ chính nơi đó
Mỗi buổi chiều anh chờ em tan trường về, anh đưa em về rồi lén hôn lên má em không? Anh còn nhớ, để hôn được lên má em anh phải mất cả tháng trời. Vì lúc đó em sợ, nhìn anh không an toàn chút nào. Vậy là anh may mắn đúng không? Em biết anh không thích cách sống nguyên tắc của em, nhưng em chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn thôi. Anh còn không thích cả tính bảo thủ của em nữa, nhưng tuy nhiên vẫn có thể du di một chút. Miễn sao đừng có bảo thủ một cách quá đáng là được. Cái gì cũng phải thoáng lên một chút nha em. Con, đừng nghịch điện thoại của ba. Thank you.
Hai mẹ con đi vui vẻ nha. Lát nữa gặp hai mẹ con sau. Ba đi không ba? Lát nữa ba đi sau. Con ngoan nha. Chào em. Chào anh. Chào anh. Em đến đây làm gì? Em thấy Đỗ Quyền đã đi rồi. Anh có thể gặp em ở bên ngoài. Em ra cà phê Dốc trước đợi anh. Anh sẽ ra sao? Bạn đi cẩn thận nha. Chào mẹ. Chào con. Mình đi thôi. Anh với em đã thỏa thuận, tuyệt nhiên không xen vào cuộc sống riêng của nhau. Anh có còn yêu em không? Trong thầm kín khi dáng em thoáng qua đời ta, yêu yêu trong giấc mơ ta mong gặp em, yêu trong khát khao ta mong tìm thấy em xinh tươi hé đôi môi cười. Ôi sao ta cứ yêu yêu trong lặng câm, sao ta cứ trong thầm kín trong giấc mơ mỗi khi đêm về. Sẽ có một ngày trời mai nắng lên, ta gặp em trong ánh bình minh, nói yêu em không ngại ngần chi. Nàng hỡi, ta gặp em chỉ một lần, nhớ mong về triền miên những tháng ngày dài. Nàng hỡi, em là ánh sáng cuộc đời, ấm áp lòng anh khi màn đêm xuống.
nàng hỡi, cho dù em chẳng bận lòng, sẽ quay mặt đi vì em đã có người mộng. Nàng hỡi, cho dù năm tháng ngày dài, có một tình yêu vẫn chờ.